Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa hôm nay. Thứ hai tuần 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì?" Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: một người kia từ Jerusalem xuống Jericho dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp chúng lột sạch người ấy đánh như tử rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy trông thấy nạn nhân ông tránh qua bên kia mà đi rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân thấy vậy thì động lòng thương ông ta lại gần lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc hôm sau ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói nhờ bác săn sóc cho người này có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chúng tôi sẽ hoàn lại bác vậy theo ông nghĩ trong ba người đó Ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Luca thuộc lại cái dụ ngôn người Samari nhân hậu. Chúng ta để ý cái đoạn đầu là ông luật sĩ kia hỏi Chúa à, Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đó. Chúng ta cũng hãy ngạc nhiên về cái câu hỏi của ông này. Ông ta hỏi và ông ta tìm kiếm cái sự sống đời đời thưa thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp à, chúng ta thấy ngày hôm nay à, người ta chỉ đi tìm tiền bạc danh lợi lạc thú à, cho nên cái câu hỏi của ông luật sĩ cũng phải làm cho chúng ta suy gẫm suy nghĩ tìm kiếm sự sống đời đời và chúa giêsu bảo ông ông đọc ấy, như thế nào ở trong lời luật thì ông ta nhắc lại cái đoạn đề nghị luật à, người phải thờ kính thiên chúa là thiên chúa của người hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn phải yêu thương tha nhân như chính mình à. chúng ta biết trong cái kinh mười điều răng của chúng ta à, cái câu kết đó mười điều răng ấy tóm về hai này mà chớ trước kính mến một thiên chúa trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy amen hai cái điều đang quan trọng nhất là kính mến thiên chúa và yêu thương tha nhân như chính mình nhưng ông này ông lại hỏi nhưng ai là người thân cận của tôi ý ông muốn nói là ai là người mà tôi có bổn phận phải yêu thương phải giúp đỡ đây bởi vì đối với người do thái là họ phân biệt rất rõ bạn với thù nhưng mà chúng ta thấy cái câu trả lời của Chúa Giêsu là Chúa dạy chúng ta là phải yêu thương hết mọi người, ngay cả địch thù, đặc biệt những người nghèo khổ bất hạnh. Nếu kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống. Và chúng ta thấy Chúa đưa ra cái dụ ngôn là có người đi từ Jerusalem xuống Jericho. Đó là vùng đất của người Do Thái. Ông này là một người Do Thái. Đó bị rơi vào tay bọn cướp thì tình cờ có một thầy Levi đi qua thấy vậy không dám đụng tới bỏ đi một thầy tư tế đi qua thấy ông này cũng sợ không dám liên lụy bỏ đi rồi một người Samari chúng ta biết người Samari và người Do Thái như thế là hai kẻ thù vậy ông ta động lòng thương không kể gì đến oan thù cứu giúp cái người khốn khổ này, cái người bị nạn này. Chúng ta phải tìm hiểu làm sao mà Chúa Giêsu lại chọn ba cái nhân vật đó, nhân vật tư tế, nhân vật Lê Vi và người Samari. mỗi nhân vật nó đều có ý nghĩa hết. Chúng ta hãy tìm hiểu Lê Vi và tư tế, cái hàng tư tế trong Do Thái như thế nào. có lẽ chúng ta chưa biết nhiều. Lê Vi tức là cái chi tộc Lê Vi, cái chi tộc được cái Diễm phúc là phục vụ đền thờ. À. Mà tại sao họ được tuyển chọn, họ được cái phúc này? À. À, những người nam trong chi tộc Lê Vi từ 30 đến 50 tuổi à, thì có quyền à, được phép phục vụ trong đền thờ. Mà chỉ là phục vụ thôi, à. chứ không phải là là, là, là là tư tế, là dân lễ, là lao dịch trong đền thờ chăm sóc đền thờ và tại sao họ được cái cái chi tộc này được cái vinh hạnh này vinh dự này là vì chúng ta biết trong các cuộc nổi loạn thờ con bò vàng ở trên núi Sinai thì chỉ có một mình chi tộc Lê Vi là trung thành à, khi đó trong đoạn xuất hành chương 32 câu 26 ông Môse đứng ở cổng trại và hô to ai thờ Đức Chúa thì theo tôi tất cả con cái ông Levi đều tập hợp bên ông Mose. À, nhờ cái sự trung thành này mà ông Moses ông đã cắt đặt cho chi tộc Levi được cái phục vụ được cái diễn phúc là lúc bấy giờ là phục vụ cái lều cái lều tạm à, cái, cái đền thờ tạm của họ làm bằng da mà cũng rất lớn mà, mà họ di chuyển trong sa mạc cho nên chi tộc Levi họ có cái nhiệm vụ là à, chăm sóc cái lều tạm đó mỗi lần di chuyển là họ dỡ cái liều tạm đó rồi họ khuân họ khiêng đi đến cái nơi mới rồi họ đóng trại rồi họ sẽ dựng lại cái liều tạm đó rồi sau này khi mà dân vào đất hứa và xây dựng đền thờ thì chi tộc Lê Vi họ được cái diễn phúc là họ được ở chung quanh gần cái đền thờ Jerusalem cái phần đất của họ ở gần đó và vì họ không có đất như các nhiều họ không có đất nhiều như các chi tộc khác cho nên họ được hướng khi dân do thái đóng một phần mười thuế thập phân vào đền thờ thì họ được hướng trong đó họ được hưởng các phần hoa lợi trong cái cái tiền đóng vào đền thờ đó đó là cái phần phúc của chi tộc Levi yeah. vậy thì còn tư tế là gì à, chúng ta biết trong chi tộc Levi có cái gia tộc A Aaron bởi vì một chi tộc thì nó có nhiều gia đình lắm à, trong đó có gia đình của ông A Aaron vậy tư tế là những người nam trong gia đình của ông Aaron. Thượng tế thì có ông Aaron và con của ông nối dõi tông đường làm chức thượng tế. Một trong những người con của ông sẽ sẽ thay ông làm thượng tế. Còn tư tế là những người con khác, những người nam khác trong gia tộc của ông được làm tư tế. Còn Lê-Vi thì không phải là tư tế Lê-Vi chỉ là người phục vụ phục dịch trong đền thờ mà thôi. Đó là chúng ta biết về đó. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu chọn các nhân vật này đó. bởi vì vào thời Chúa Giêsu cái nền đạo đức đó, cái đức tin trong Israel suy đồi họ chỉ chuộng cái hình thức bề ngoài đó. các Lê Vi và tư tế là những người hiểu giáo lý thuộc lòng lời chúa hay lui tới đền thờ nhưng lại thiếu lòng bác ái thiếu lòng nhân hậu Ông Tư Tế và ông Lê Vi này thấy cái người nạn nằm đó không biết sống là chết hay, hay chết. Mà nếu như ông ta chết mà mình đụng vào mà theo sách dân số chương 19 câu 11 nếu đụng vào xác chết thì bị ô uế 7 ngày. Như vậy họ sợ họ bị ô ế. Và nếu bị ô uế thì tôi không còn được phục vụ đền thờ nữa. Cho nên chúng ta thấy họ coi cái việc phục vụ đền thờ quan trọng hơn là cái việc cứu giúp người ta, mà trong khi đó chúa giêsu dạy chúng ta là khi con đi dân của lễ nếu con sực nhớ con có sự bất bình với anh chị em con thì con hãy để của lễ đó về nhà làm hòa cái đã rồi hãy trở lại mà dân lễ như vậy cái việc chúa giêsu dạy chúng ta cái việc dân lễ là quan trọng là tốt đẹp nhưng mà cái đời sống bác ái công bình công chính nó cũng tốt đẹp, nó cũng cần thiết lắm. Và nếu chúng ta không sống bác ái công bình, thì cái của lễ của chúng ta không được chúa chấp nhận đâu. Lời cầu nguyện của chúng ta không được chúa chấp nhận đâu. Chúa không nói là con hãy về làm hòa, rồi ở nhà đi không cần đi tới dân lễ nữa. Chúa không nói vậy. Là làm hòa, rồi tới dân lễ, dân lễ, thờ Chúa rất là cần rất là tốt, nhưng mà cũng phải đi đôi với cái đời sống bác ái ngay lần của chúng ta. Còn người Samari chúng ta thấy Chúa chọn cái nhân vật Samari Chúng ta biết người Samari và người Do Thái Như là thù địch với nhau vậy đó Nhưng mà trước cái, cái tình cảnh khốn khổ của ông này Ông Samari ông quên hết thù địch Ông cứu giúp, cứu giúp đến nơi đến chỗ Và Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải yêu thương cả địch thù nữa Cầu nguyện cho họ nếu kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn nó khát hãy cho nó uống sự gì con làm cho mọi người anh em Là làm cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lời của Chúa đó đem ra thực hành. Đấy, làm việc bác ái, giúp đỡ anh chị em mình. Đặc biệt những người mà chúng ta không ưa mà chúng ta cứu giúp họ thì càng được công phúc lớn hơn. Đấy. Xin mẹ Maria thân ca Giuse chúc lành cho chúng ta. Giúp chúng ta lắng nghe lời của Chúa hôm nay, suy gẫm và đem ra thực hành. Đấy. Sống lời của Chúa giữ đức bác ái công mình yêu thương cứu giúp người ta đặc biệt những người nghèo những người khốn khổ để chúng ta xây dựng cái kho tàng ở trên trời ơn ơn cứu độ chúa ban cho chúng ta amen